Xin chào quý vị và các bạn. Buổi chiều ngày 12 tháng 8 năm 2024, trước tiên thì báo cáo với lại quý vị và các bạn, đài Sony có model CFS 1055SX mình cung cấp với một mức thóc rẻ nhất của đất 800.000 đồng, địa chỉ tới Biên Hòa City, tỉnh Đồng Nai. Đây là mã số của đơn hàng. Đây. Đấy, cứ thùng xốp mới đét lên đẹp như này nhá. Đấy. Đây là và cái vỏ cúc máy Sony KW75, địa chỉ tới huyện Mê Linh, thủ đô Hà Nội. Đây là mã số của đơn hàng. Còn cái này đang đợi địa chỉ. Đang đợi địa chỉ. Còn bây giờ thì xin thưa với lại quý vị và các bạn, tiếp tục coi như là bổ sung thêm băng cassette để cố gắng duy trì lúc nào cũng có 2.000 cuộn băng cassette để phục vụ các thượng đế. Đấy, số điện thoại để mọi người liên hệ 0368888479. Đây, cái thùng xốp này là lấy về hôm thứ bảy. Đấy, hôm nay có thời gian này bóc ra để mà giới thiệu tới mọi người. Thế còn đài Sony 710 của người anh em ở Bắc Ninh có khi là ngày nay không kịp thì chuyển sang ngày mai. Đây, xin thưa tới quý vị và các bạn, đây là cái thùng băng cassette, đây là cái dây nguồn này để bỏ ra, dây nguồn đài. Ở trong này thì chủ yếu là băng Sony HF90. Đây. Nguyên cái ni lông như này. Ôi giời. Nguyên cái ni lông. Có lẽ là mình đổ cho nó nhanh nhá, đổ bèn. Đổ bèn cho nó nhanh, lát nữa lại xếp vào sau vậy. Những cái cuộn băng Sony HF90 mà còn ni lông thì cất đi rồi, cất gọn vào chỗ rồi. Hôm nay nó xây trước. Đây là những cuộn băng vừa Sony vừa coi như thế là gì. Đây Sony này. Chẳng có cái băng nào. Băng cũ tổ này. Cũ tổ này. Cụ tổ, đây băng cụ tổ, bắt xe đồng đề 2. Những cái cuộn băng Sony HF90 này rất chi là đẹp. Còn cuộn nào mà cũ thì bỏ ra, cuộn nào mà cũ quá không dùng được thì bỏ ra. Đây này, đấy, ví dụ như cái cuộn băng này bỏ ra để tặng, cuộn này bỏ ra để tặng. Đấy, hay là cuộn băng như thế này mà nó cũ quá rồi thì bỏ ra để tặng. Băng cụ tổ này. Ôi giời, đẹp quá nhỉ. Ôi cái chuyện này cho cái băng này là cái băng audio video này. Ôi đẹp thế nhỉ. Ôi giời ơi, đẹp thật đấy. Bỏ vào đây, anh ấy có khi cái băng này là cái chương trình này luôn. Băng này là cái băng gì này? Băng này là cái băng gì? Ui, chặt lắm. Ui, cái băng này. Ô, cái băng này băng hỏng. Thế nhưng có cái hộp hay nhỉ? Ôi, hộp hay thật đấy. Ôi, hộp hay thật đấy. Còn ni lông này, còn ni lông bỏ ra đây, còn ni lông chứa bằng Sony đây, đây còn ni lông, còn ni lông bỏ ra. Cái băng này bằng gì này?
đây con ni lông này. Đây. Đấy. Con ni lông hiếu lắm. À đây con cụ tổ đây. Được ít con cụ tổ đâu. Đây, cụ tổ này. Đây này. Ồ, cả cái đống này. À, cái đống này được có mấy bao mấy cụm củ tổ rồi. Ủa cái gì này? Như giọt sầu rơi. Bằng đẹp không? Cả cái đống này được có mấy bao cụm củ tổ rồi. Băng mua của sư huynh ở trên Sài Gòn này, sư huynh đã kiểm tra là có nhạc rồi này, ở Giao Linh này, Tí Ca hai cuộn này, ba cuộn này, bốn cuộn này, năm cuộn này, sáu cuộn, có sáu cuộn là còn là có chương trình rồi, còn cuộn này không biết có chương trình chưa, không biết, mới đẹp không? 099 gọi điện tắt ngay vào luôn. Cổ bỏ riêng đây đây. Đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuộn này không biết có nhạc chưa. Đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Giới thiệu luôn 6 cuộn này thì cho nhanh. Lấy cuộn giới thiệu luôn này, người tình mùa đông. Cái này mua của sư huynh ngày xưa ở trên Sài Gòn, là sư huynh kiểm tra là sư huynh phát hiện ra là cái nhạc gì đấy thì sư huynh ghi vào đấy nhá. Đấy. 099 gọi điện thì tắt ngay và luôn. Đẹp không? Ôi trời. Đây nó này. Đấy. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Sáu cuộn này trân trọng gửi tới quý vị và các bạn với một mức thóc 400.000 đồng. 400.000 đồng, sáu cuộn băng cụ tổ có sẵn nhạc rồi. Thế còn băng này mà mình thâu lại thì 100.000 đồng một cuộn. Cái băng này có sẵn nhạc rồi. Nhạc nét đấy. 400.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển nhá. Thế còn xin thưa tới quý vị và các bạn. Những cái cuộn băng Sony HF90 như thế này. Chương trình tiếng Tây. Tiếng Anh đấy, chương trình tiếng Anh này. Đấy, chương trình tiếng Anh. Đẹp như thế này 30.000 đồng một cuộn. 30.000 đồng một cuộn. Đấy. Còn những cái cuộn cũ hơn như thế này thì 20.000 đồng một cuộn nhá. 20.000 đồng một cuộn. Đấy là những cuộn băng cũ hơn thì 20.000 đồng. Đây. 20.000 đồng một cuộn. Cá vỏ, cá ruột. Thế còn cuộn nào nó mới như này. Này, nó mới như này thì 30.000. Đây. Đấy, nó cứ mới như này thì 30.000 một cuộn. Không bao gồm phí ship vận chuyển, mua một cuộn cũng bán nhá. Thôi, đây. Đây cuộn này. Đây cuộn băng cụ tổ này. Tôi đã giới thiệu tới quý vị và các bạn có hai loại, một loại Sony. Sony thì chia làm hai loại, một loại 20.000 và loại 30.000 nha. Đây này, Sony băng cũ như này thì 20.000. Đấy. Còn băng nó mới hơn là nó như thế này thì 30.000. Thế còn cái loại băng Sony còn ni lông như thế này. Thì 50.000. Gần như là mới đét. 50.000 đồng còn nguyên cái ni lông. Còn nguyên cái ni lông là 50.000 đồng.
Sony là 50 này, 30 và 20. Đấy. Thế còn còn cái loại băng cũ tổ này thì xin thưa tới quý vị và các bạn, trước vẫn bán 60. À, chương trình lung côm. À, bây giờ hàng nó lên rồi. Bây giờ là hàng nó lên rồi, những cái cuộn băng cũ tổ mà chương trình lung côm như thế này. À, bây giờ 70.000 đồng nhá, 70.000 đồng. Thôi thế mình dừng video ở đây. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.